Công an tỉnh Long An tổ chức hội nghị giao ban tư tưởng và dư luận xã hội quý 1 năm 2023. Đại tá Nguyễn Văn Hòa, tỉnh ủy viên, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc công an tỉnh chủ trì hội nghị. Quý 1 năm 2023, các mặt công tác chính trị tư tưởng được đảng ủy, ban giám đốc công an tỉnh quan tâm lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ chiến sĩ về đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và chỉ thị mệnh lệnh công tác của ngành. Cấp ủy lãnh đạo công an các đơn vị địa phương quan tâm đến mặt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, giúp cán bộ chiến sĩ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ngoài ra, tại hội nghị, công an tỉnh đã tổ chức lễ ký kết giao ước phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2023 giữa năm khối thi đua trực thuộc công an tỉnh.